chính xác. Như vậy là đội của Quốc Thuận được 9 câu hỏi, các bạn có 90 giây, chúc mừng. Còn đội của Phương Thanh là 14 câu, các bạn có 140 giây. Đó là thời gian để dành cho thành viên của đội mình thi lực. Còn bây giờ ta sẽ đến với phần thi lực của hai đội. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với vòng trang bị. Ở đây là lần thử thách thứ hai dành cho thi lực của hai đội Khả Ngân cùng với Lê Dương Bảo Lâm. Đơn giản lắm các bạn. Mỗi quả bóng như vậy nằm ở trong vòng tròn quy định là các bạn nhận được 500.000. 10 quả bóng là 5 triệu. Nên nhớ là quả bóng phải để dưới cái gối nha. Dưới đầu gối. Dưới đầu gối nha. Rồi, để vô đi. Rồi. Rồi, 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 rồi. Để vô, để đây. Đội của Lê Vũ Lâm là 1 phút 30 giây. Đội của Khả Ngân là 2 phút 20 giây. Trời, trời. Chuẩn bị, thời gian bắt đầu. Rồi. À, ôi trời. Trời ơi, nó tưng nó Lâm ơi. Kẹp vô. Cố gắng Lâm ơi. Hay lắm đó. 1 triệu rồi Thư ơi. Nè 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 nè. Không có nhảy vô cái vòng. Không có nhảy vô cái vòng Lâm. Không nhảy vô vòng. Không được nhảy vô vòng. Em vô vòng là em lấy, em lấy tay được rồi. Hiểu không? Không được nhảy vô vòng, lấy tay bỏ vô. Nó văng ra ngoài ráng chịu. Đúng rồi. Đúng rồi. Ráng lên. Ráng lên Khả Ngân. Đó. Đây tới giày nha, tới đây nha, đừng ăn gian nha. Đúng rồi, chạm mức nha. Chạm mức, cố gắng lên nào. Để bóng dưới đầu gối. Đâu rồi, Lê Dương Lâm. Qua mức luôn Lâm, qua mức luôn. Tình hình này khó coi vậy. Lên luôn, lên luôn. Trời ơi Lâm ơi, nó rớt rồi Lâm ơi, Lâm ơi. Cố Lâm ơi. Tốt. Lẹ lên, lẹ lên. Hư. Còn 24 giây nữa. Lê Dương Lâm nắng lên. Vô vòng Lâm ơi, vô vòng. Rồi, đúng rồi. Không vô hoạch là dưới kia trừ rồi nha Khả Ngân. Lê Dương Bảo Lâm là lực rất tốt, vỗ tay các bạn ơi. Lâm ơi, ráng lên. Hết giờ, hết giờ. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Hết rồi. Ok. Từ từ thôi em. Từ từ thôi em, từ từ thôi. Từ từ em còn tới 40 mấy giây đặng. Một cái banh là 500 ngàn đồng, cứ đi đi. Càng nhiều banh càng tốt. Banh bỏ đỏ tới vòng luôn. Mỏi rồi, đuối rồi, đuối rồi. Hay quá em ơi, hay quá em ơi. Từ từ em, từ từ hơn, từ từ thôi. Tới qua đây luôn, đúng rồi. Từ từ thôi, từ từ thôi. Ráng lên, ráng lên. Mình đẹp toàn phần chứ lên. Từ từ hơn, từ từ hơn. Cô lên. 14 giây. 13. Cái nữa rồi. 2. Lên luôn, lên luôn. 10 giây là có 1 triệu đó. Ok, ok. Một cái nữa thôi, một cái nữa thôi. 4. 3. Không có đơn giản đâu mọi người. Nhảy về nó đuối lắm, sao không nhảy tới xỉu luôn. Xếp nào. 2. 1. Mười một anh Giang. 11 có trái tròn lăn lăn lứt luôn á. Cái đó 11. Đội Quốc Thuận 10 trái bóng nhận được 5 triệu đồng. Chúc mừng. Phương Thành, từ từ để tôi đếm, nhiều lắm chừng lộn. 2 4 6 8 10 12 14. Kết thúc cái lượt thi thứ hai này. Đội của Quốc Thuận có 10 quả bóng, chúng ta nhận được 5 triệu đồng, chúc mừng. Và đội của Phương Thanh, chúng ta có tới 14 quả bóng, các bạn có 7 triệu đồng. Tổng kết hai lượt tham gia chương trình, hai đội có số tiền như sau. Bao nhiêu? Đội Phương Thanh là có 8 triệu đồng. Trời ơi, nhiều quá, nhiều quá. Vòng 1 ít quá có 1 triệu và vòng 2 mới nhiều phải không? À, còn đội của Quốc Thuận thì sao? Các bạn có 9 triệu đồng. Oh, yeah. Hay. Đúng
vị đến với chương trình của tôi, các bạn sẽ nhận những niềm vui và đặc biệt là những món quà giá trị tiền thưởng rất là cao, đúng không ạ? Còn bây giờ thì chúng ta nghỉ giải lao vài phút quý vị nha.